Giành lại thế trận này ép đột biến được không nào? Có ai có gì không? Đột biến tỷ lệ đánh ngon này. Giành lại thế trận đi. Có Mazaha luôn này. Nhưng bao giờ mới có Cho'Gath thì không biết. Bạn nghĩ Mazaha ngon hơn hay là chúng ta dùng Caitlyn 2 với Sojin ngon hơn? Chắc Caitlyn 2 với Sojin sẽ ngon hơn đấy. Nếu mà team mình không có đam ấy. Mazaha là phải có đam phụ vô ấy, nó mới mạnh à. Đột biến à? Ừ, ép đột biến thử một vài trận em. Tôi thấy là đột biến có vẻ ngon phết đấy. Đột biến tỷ lệ đánh trận này là một đột biến xịn luôn mà. Ui, một bắn. Chả lẽ mình thắng giao tranh này á? À không. Phát đạn đấy mà ngắm bắn chết con Darius xong rồi bắn chết con sinh của nó xong ngắm thì mình thắng. Rất là thích hai ở này đợi có 3 rau đồ thôi. Hãy nhờ em đánh lên cao thủ em vào làm ván top 8 trừ 43. Cười gì à? Kiểu mới nhé các. Quả cày thuê giỏi thật đấy. Cười đau bụng đấy. Kiếp cần gì ai nốt lịch sử đấu với cả bài hôm nay. Các bạn muốn xem lịch sử đấu của tôi thì các bạn có thể tra LOL chess. LOL chess. Aludina là ra. Để lần sau tôi cho các bạn làm cho các bạn một cái lệnh chấm than rank nữa nhá. Hợp lý không? Thơm. Ừ. Con Na lại còn là yo đồ. Ui, hợp lý thật sự. Chứ 400 điểm mà đam mê ngoại binh còn 150 á. Uyên 400 điểm, các Uyên đánh kinh thế Uyên. Ôi rồi ơi, nó không có team băng thì nó random team băng. Ai. Tôi chả biết mấy tiếng thì con Echo này nó mới chết, tôi thật với các bạn luôn ấy. Có thể con Echo này sống đến cuối trận luôn ấy. Không phải cuối trận luôn. Cấp 4 mà nó có thể giết từng đó quân của nhà cấp 5 là nhà mình thì không biết nói gì luôn. Ôi rồi chắc chắn thắng này. Ba thằng ngoại binh. Gặp ba thằng ngoại, một trong ba nhà đều là ngoại binh. Xong nhà ngoại binh hay nhà ngoại binh gặp nhau lại còn kiểu thấy vui nữa. Thế dự máu như anh đấy mà còn được quả đen như anh được. Hay là hôm nào làm content coaching cho Uyên lên đại cao thủ thích đấu hợp lý không? Uyên có mic không? Uyên lại thích đánh lên đại cao thủ. Con này còn ngon hơn nữa này. Nói chung là đây như này. Xong rồi cho Rek'Sai vô. Thế là bú. Các bạn thích con nào? Con Sugi nhá. Ui, căng lệnh 2 luôn. Tỷ lệ đánh đâu rồi? Tao không thể đánh gì vậy? Lỗi à? À đâu, Sugi đánh này. Con Mazaha này không đánh một phát nào luôn. Nhìn Mazaha dưỡng sinh này. Ui. Cái tỷ lệ để các bạn không kích hoạt trong khoảng mười mấy đòn đánh là bao nhiêu vậy? Kassadin 2 so với cả hai tiến công là 30 đa vật lý thôi à? Thế thì Kassadin 2 mạnh hơn. Kassadin 2 trâu lắm các bạn. Con Na nó sẽ kéo con Talon về phía này đúng không? Đấy khi nó hóa ấy. Đấy. Ừ.
giữ thừa lãi hay là rake sai? Chắc là rake sai nhá. Nói chung là mình đang chuỗi thắng thì lấy lá chắn thôi. Các bạn bây giờ mình có ấn đột biến thì lại cân nhắc có dùng cho gác hay không các bạn. Dùng Kha'Zix rake sai thôi là đã đủ 5 rồi mà. Tại vì cho gác ra muộn nó ít giá trị cơ, nói thật. Morello vậy nhá. Morello. All the heart. Đánh với nhà này khó này, tại giành lại thế trận của mình bị cùi hơn. Xem nhà nào đột biến nhiều. U dồi ôi, nhìn con Caitlyn của nó bắn. Xem đột biến thấy cộng với cái cuồng đao mạnh thật đấy. Chả thấy mình liên xạ, mình đánh nhanh gì cả. Hay quá. Thua rồi. Cái cùng đao vào đột biến này mạnh thế nhở. Ô sổ lại đang đun tim băng. Đỉnh thật đấy. May quá con na còn đánh con đấy trước. Nó đang đun tim băng. Trời. Đang đun tim băng deep ấy. Không đang đun tim băng nó thua rồi. Nào Draven đột biến. Ok cắt khó xích. Kiểu cái xa thôi nhỉ. Nhưng mà kệ thôi các bạn, cứ roll thôi. Bài mình là như nào ấy. Chắc chắn một điều là anh em mình không thể nào có đủ nếu không có cái xa. Nhưng mà mình cần lên 2 sao hết mấy con này đã. Nhiều đôi quá. Nhưng mà vẫn mạnh nhở. Cái đột biến kiếm khách này giờ lại thành mạnh. Tại vì nó không bị giảm ấy. Và những cái bài khác nó bị giảm xuống. Toàn 1 sao mà cũng thắng này. Hãy cho Draven thêm một cơ hội. Cơ hội được tối đa là top 2 à. Cơ với trả hội. Nghe đau cả đầu. Này sao các bạn. Ấy, nhưng mà tôi có CV á. À, nhưng mà Na 2 vẫn hơn CVM 1 ở đây chứ nhở, bò này. Chô. Ok. Nhà này mạnh quá, ngoại binh đúng không? Ờ đúng đúng đúng. Bán bò à? Không mà bò đột biến này mạnh quá. Tính ra một con bò thôi đã là hơn hai con này rồi. Bò đột biến. CVM 1 lớn hơn Draven 2, lớn hơn Na 2 á. Ông Draven 2 chưa chắc là lớn hơn Na 2 trong một số trường hợp, nói thật. Ví dụ như trong đội hình này các bạn có Draven 2 kiếm khách cũng đâu bằng Na 2 vì Na 2 nó có tiến công. Hai găng hay là Runans. Hai găng. Chắc là chưa làm gì vội, chưa lên cấp hay là gì. Mà tôi nghĩ hơi khó tại vì nhà này cũng đánh đột biến ấy. Nó sẽ khó cho nhà mình ấy. Nhà này là gì đây? Draven đột biến à? Không, thật ra người ta Draven đột biến thì người ta thắng mình chỉ vì người ta roll hết tiền rồi. Mình đang tích một đống mà. Rồi xong, ấn đột biến Kassadin luôn. Bỏ con bò à? Trận này ép mình nó phải có CV đột biến hay sao ấy.
đúng không? Nhìn kìa, thấy như bọn điên. À đâu, thế. Ui đẹp rồi, xong rồi. Cung xanh dây chuyền trục tội cho gát, đẹp. Bây giờ cần CV2 đúng không? À đẹp. Đó luôn. Lên 9 à? Lên 9 cho bò vào. Bò dây ra xong vải. Thì nó tự chết hết rồi mà đúng không? Ôi nhìn cái boomerang nó này kìa. Nhìn cái số boomerang kìa. Nhờ nó kéo Mazaha luôn. Vì cánh hết rồi, quan trọng gì đâu. Mua Sivir luôn. Hai khai sáng luôn à, nhà nào ấy. Chắc chơi người rơi thế. Không mà hai khai sáng thì team nó ra chiêu kinh lắm ấy mà. Úi dồi ôi, không chế vào hai cái cọc. Cọc hai cọc được khai sáng luôn nhờ. Sivir đột biến kiếm khách. Giấc mơ thành hiện thực. Ui có một thứ nó còn kinh hơn cả khăn giải thuật. Tôi chắc chắn luôn nên cái này kinh lắm. Tại vì khi các bạn có nhiều sát thương vật lý xong rồi các bạn bắn lại còn nhanh ấy, xong các bạn còn bắn lan ra thêm nữa ấy. Kiểu team địch biến mất luôn ấy trong vài giây luôn ấy. Nhưng mà Eco Team Băng nó có hạn chế cái hit này của Sivir được không? Để xem. Swipe, 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 ring, ring, swipe, ring, ring, swipe, 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 swipe. Vẫn không thể bằng Eco Team Băng được. Kai'Sa 2 thêm Mao'Zaha top 1 à? Cũng đúng. Nói chung là như thế thì Sojin chưa biết cho ai thôi. Ui nhà này thắng nhà mình luôn á. À, tại mình bo quá nhỉ. Nếu mà mình có nhiều đường phết. À, tôi không nghĩ là dùng Jinx. Không phải Jinx yếu mà là mình cảm giác là mình có nhiều đường hơn là Jinx. Mình có Sivir tay nó vẩy kìa. Sivir mạnh phết ấy nhưng mà kiểu bị ăn đam lan chết ấy. Chú bò đã. Hai con Sivir rồi. Lốc. Rồi con chuột bị bắn rồi. Rồi chuột chết rồi. Con chuột chết làm gì còn đam. Chuột chết rồi mình còn thua thì đúng là chịu nhở. Sivir thì mình lên Mazaha 3. Có gì đâu. Bán. Nhà này có siêu cô, nhà này mạnh là có siêu cô ấy. Khỏe thế nhở, mình cần một cái ngưỡng sức mạnh nữa. Pha dích cú tượng văng ra. Ok. Tượng mà bỏ. Ừ. Xong bài rồi các bạn. Đây là bài anh em mình rồi.
không cho mình lên Sivir thì thôi. À chắc là tôi cứ roll một cái ấy. Biết đâu tự ra. Ok. Xong bài. Rồi, có Sivir rồi, chán thế. Giết luôn con cá đi. Ok, Sivir được nhả ra rồi. Mình sẽ ha 3 đủ đam mà. Chuột nhảy đây luôn hả? Ok. À, bắn thẳng đầu chuột luôn mà, chết luôn. Kiểu mình có tiền mà nên bằng cách này hay cách khác bài mình vẫn sẽ mạnh lên được thôi. Ok. Mua con bò cho vui. Ô, có Monico. Severe. 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 Không có. Buồn thế. Oh no. À, con chuột bị đẩy sát vào. Xong game. Hơi tiếc tí thiếu đúng một con CV luôn đấy các bạn. Thiếu đúng một tẹo luôn đấy. Nhưng mà CV đang to ấy.